Nguyễn và Thu Hương, chào mừng các bạn đến với chuyên mục hồi đáp thần số 452. Hồi đáp 452, câu hỏi đầu tiên 5127. Cho em hỏi, một tháng tăng bao nhiêu gram cơ và giảm bao nhiêu gram mỡ là tối đa? Em muốn tăng cơ giảm mỡ, có nên dùng nước mía, cà phê, kẹo cao su không đường làm điều cao lâu dài được không anh? Em cảm thấy rất hưng phấn và tập trung. Thôi nói chung tha cho anh hai chữ bình yên. Nước mía rồi gì? Nước mía rồi gì nữa? Cà phê và kẹo cao su. Kẹo cao su. Thôi cái này cái gì chứ phải điều cao bạn ơi. Thấy bạn uống gì là thấy cảm thấy không ổn về lâu về dài rồi đó. Uống gì là phải sức khỏe thôi. Uống nước mía, nước mía. Nước mía thì nó toàn đường không ạ? Nước đường và đường mía. Đường mía là gồm đường gì? Đường fructose kết hợp với đường 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 glyco vô trong cơ thể nó phải chuyển hóa nữa. Kẹo cao su rồi cà phê. Thì bạn thích thì bạn xài thôi chứ anh không nghĩ đây là một loại cao mà giúp cho bạn hay tăng cơ giảm mỡ. Rồi cái việc thứ hai là mà một tháng tăng bao nhiêu cơ bao nhiêu và giảm bao nhiêu mỡ thì là tối đa. Cái này anh cũng không biết luôn, không có con số tối đa. Có người này có người kia, nó phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân, yếu tố, thời gian tập luyện, thâm niên, thể hình, rồi kỹ thuật ăn uống nữa. Nên thôi bạn cứ bình tĩnh. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 5128. Cơ em nó đau, nhức ngộ lắm anh ơi. Bữa thì đau 3 ngày mới hết, bữa thì không đau. Em chắc là dinh dưỡng, khối lượng, thời gian, cường độ như nhau. Nếu có sai số thì cũng lệch chút xíu. Vì thấy không đau nhất nên em cũng thay đổi tăng cường các chỉ số trên mà cũng vậy. Anh có cách nào giúp cơ đau nhất thường xuyên không ạ? Đời không như mơ anh ạ. Nói chung thì các nhóm cơ khác nhau, thời gian đau nhất sẽ khác nhau. Có cơ nó không đau và có cơ nó đau. Còn nếu mà cùng một nhóm cơ luôn á, mà bữa này tập nhất bữa kia tập không nhất thì do cái bữa tập của bạn thôi chứ còn cái gì nữa đâu mà mình phải điều tra làm gì bạn. Câu hỏi 5129 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 270 trong hỏi đáp hình số 25. Câu hỏi 5130 có nội dung gần giống hỏi mã số 501 trong hỏi đáp hình số 47. Câu hỏi 5131 câu hỏi dài chỉ lấy một ý. Chào anh Duy và chị Hương, em 18 tuổi, cao 1m81, nặng 84,8 kg, khối lượng cơ là 42,1, protein 14,6, tỷ lệ mỡ 14,5%. Em đã tập được khoảng 3 năm, em có một số câu hỏi mong anh giải đáp. Em thấy cũng khá to, em cũng khá to. Em có một ông anh tập cũng được 6 năm, cao hơn em, nhẹ hơn em, mỡ ít hơn em. Trên in-body test chỉ hơn em chừng 0,8 kg cơ, protein thì khoảng 0,3 kg, nhưng to hơn em hẳn. Anh ấy bảo là anh ấy tập khá lâu rồi nên cơ của anh ấy là cơ đặc. Em tu luyện chưa lâu bằng nên cơ có nhiều nước hơn. Em vẫn ăn chừng 7-8 bữa một ngày. Trước em nghe anh Duy nói là không nên uống protein hấp thu nhanh trong ngày vì dễ bị tích mỡ. Vì em chỉ muốn dùng một loại whey ISO 100 nên trong một số bữa phụ em pha thêm sữa không đường với ISO 100 được không? Em thấy trên đó vừa đủ cáp, chất béo sẽ làm chậm quá trình hấp thu đi phù hợp với trong ngày. Em phải ăn chừng 2.800 calo một ngày, tức là 350 calo một bữa. Như vậy có quá nhiều không? 350 calo một bữa thì không nhiều bạn. Bữa ăn bình thường là 600 rồi. Bữa ăn 350 calo một bữa là nó là bữa ăn thấp calo luôn. Còn cái việc như anh nói là protein á, cái máy retest nó chỉ đo được protein thôi. Chứ nó không có đo là cơ đẹp hay cơ xấu. Nó chỉ tính ra được protein là bao nhiêu thì nó hiện đơn số cho bạn vậy đó. Và nó tính ra được cơ bắp là bao nhiêu thì nó hiện đơn số vậy đó. Còn cái cơ của bạn nó nhiều không có nghĩa là cơ của bạn nó bự. Nghe mà hiểu không? Tức là ví dụ như con chuột người ta đó, nó vậy nè, nhưng mà khi người ta gồng lại nó cao hơn bạn, nó to hơn bạn. Còn bạn chuột bạn gồng vô thì nó không thấy. Mặc dù á thì cái cơ con chuột của bạn nó bự hơn cơ con chuột kia. Nhưng mà còn anh đang nói về vấn đề độ khối cơ bắp. Và cái độ khối cơ bắp á thì nó do thâm niên, giống như người anh này của bạn chia sẻ thôi, là thâm niên thể hình là chính. Tập càng lâu thì cái độ khối người ta càng đẹp. Còn bạn mới tập thì nó có bự nhưng mà nó chưa khối. Nó giờ phải luyện từ từ. Rồi còn cái việc ISO 100 mà pha chung với cái mấy con kia đó thì anh vẫn cảm thấy nó không được ổn lắm so để nạp vào một cái bữa ăn trong ngày. Nhưng mà bạn thích chữa cháy và bạn chỉ có điều kiện như vậy thôi thì bạn cứ xài. Câu hỏi bạn có nói là dùng protein hấp thụ nhanh trong ngày thì dễ bị tích mỡ. Bạn nói là anh nói như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà em chưa hiểu tại sao mà dùng protein hấp thu nhanh trong ngày lại dễ bị tích mỡ anh? Tại vì protein hấp thu nhanh nó là đẩy insulin lên cao. Nó đẩy insulin lên cao thì trong ngày lúc đó cơ bắp nó không có nhu cầu cấp cứu mà nó có nhu cầu bảo dưỡng bảo trì. Nó khác. Ví dụ như là mình dùng whey isolate thì ví dụ không có cáp thì sao? Hả? Ví dụ mình dùng whey ISO 100 thì đó mà nó không có cáp. Cả hai thằng đều nhảy insulin hết. Chứ không phải là riêng cáp, thằng cáp nó nhảy hơn thôi. Ý em nói vậy là nghĩa là mình uống protein nhưng mà nó không có cáp, nó vẫn đẩy insulin lên, nó vẫn nhảy cảm. Rồi. Cái gì hấp thu nhanh nó sẽ nhảy cảm insulin. Đúng rồi.
Insulin là một nội tiết tố trong cái hệ tiêu hóa. Và khi mà cái gì mà cần hấp thu nhanh, cần tiêu hóa nhanh là nó sẽ phải tăng lên để cho nó hấp thu nhanh. Đúng rồi, chứ nó, nếu mà nó không có insulin nó lấy gì nó hấp thu. Nhưng mà theo em thấy thì hiện nay ví dụ như là rất nhiều người hỏi khi mà họ mua, họ hay rất là hay mua whey protein, và đặc biệt là các bạn gái rất là thích whey protein isolate và thậm chí là uống cả trong ngày luôn. Thì cũng được nhưng mà nó không hiệu quả thôi. Không hiệu quả cao nhưng mà cũng có chút đỉnh. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 5132, chào anh Duy và chị Hương. Anh Duy, em cao 1m75, nặng 75kg. Hiện em tập thể hình được 5 tháng và đang theo giáo án Freeway trung học cơ sở của anh. Em định sau 6 tháng sẽ chuyển qua giáo án giảm mỡ trung học phổ thông và sẽ bắt đầu xài thực phẩm bổ sung. Thế em biết mục tiêu của em là tăng cơ giảm mỡ thì nên xài kết hợp Lean Body, Dimaburn, Boom HD. Anh Duy cho em hỏi là em không có điều kiện mua Lean Body nên dự định sẽ thay thế bằng casein và whey, liệu có ổn không? Sử dụng chúng vào thời gian nào trong ngày và kết hợp với bữa ăn như thế nào? Nếu em có điều kiện mua Fusion 7 thì xài kết hợp với whey, casein hay xài một cái thôi ạ? Cảm ơn anh Duy và chị Hương. Chúc thầy online và chương trình ngày càng thành công. Một cái bộ ba, một cái bộ đôi whey casein nó thiếu, nó không dùng trong ngày được. Nếu mà dùng trong ngày miễn cưỡng lắm thì pha một ít whey với một ít casein theo tỷ lệ là 1:2, một whey cho và hai cho casein thì đó là gọi là miễn cưỡng. Chứ còn mà cái whey và casein thì hai cái đó là hai cái, một siêu nhanh một cái siêu chậm thì nó không dùng trong ngày được. Nó dùng trong ngày thì nó cũng lãng phí, giống như trường hợp câu hỏi của bạn kia mà dùng whey protein ở trong cái bàn phụ vậy đó. Đó thì nó không có đã cho lắm. Còn nếu mà dùng Fusion á thì Fusion dùng trong ngày. Và hai thằng kia dùng trước tập sau tập. Câu hỏi xin lỗi, hai thằng kia là một thằng dùng sau tập với một thằng dùng trước khi đi ngủ. Câu hỏi 5133. Những lúc buồn chán hay cô đơn thì em thường ở một mình hay nhìn trời, nghe nhạc để thư giãn và chiêm niệm cuộc đời. Theo anh Duy thì nếu em cứ như vậy thì có ổn không, và testosterone có bị ảnh hưởng hay không? Chỉ là chuyện bình thường mà cuộc sống nhân loại ai chả vậy vậy. Đúng không? Cả nhân loại này khi buồn thì họ đều có cách giải sầu. Giống như có bạn buồn đi nhậu, có bạn buồn thì đi bar, có bạn buồn thì tập gym, có bạn buồn nghe nhạc, có bạn buồn rủ gấu đi chơi. Thì mỗi người có một cách tiêu khiển nỗi buồn khác nhau. Thì vậy cuộc sống có nó mới bình thường. Có người buồn thì ăn nhiều, có những người buồn thì đi làm đẹp. Và đặc biệt có những cô gái nào mà buồn là họ thích gì? Đi tạo một kiểu tóc mới, một bộ quần áo mới, shopping, có rất nhiều kiểu buồn. Và đôi khi hầu như mọi người khi họ buồn rồi họ cũng phải có một cái giây phút nào đó trầm lặng suy nghĩ một chút, sau đó họ bắt đầu mới hành động. Đúng rồi bạn, tức là con người nào phải có cây, ai cũng có những lúc tâm trạng và ai có những lúc buồn, những lúc vui. Những lúc vui, đôi khi vui quá thành sổ sàng mà khi buồn quá thành cáu gắt. Những cái đó mà có tâm trạng cuộc đời bạn, thì cuộc sống người ta hơn thua nhau ở cách mà kiểm soát được tâm trạng chút đỉnh thôi, để đừng ảnh hưởng người này người kia. Bạn nói là testosterone có bị ảnh hưởng không? Ảnh hưởng gì bạn ơi, kệ đó, chuyện đó chưa quan trọng gì. Anh cũng không chắc nó có ảnh hưởng hay không. Đừng buồn nhiều quá, đương nhiên buồn rồi. Nhiều quá cuộc sống bạn ảnh hưởng luôn, chứ không phải là cái test không. Cuộc sống lâu lâu buồn lần thôi. Có nghĩa là khi mà bạn buồn thì bạn chỉ để một giây phút nào đó trầm lặng chiêm nghiệm cuộc đời, và bắt đầu chúng ta sẽ làm lại, chúng ta làm mới cuộc đời, hoặc là chúng ta có làm những cái công việc tích cực. Còn chúng ta cứ buồn hoài triền miên nó sẽ trở thành stress, và stress thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc phát triển cơ bắp và phục hồi. Đó giống như màn hình máy tính mà buồn mà nhấn F5. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 5134, có nội dung gần giống câu hỏi mã số 86 trong hỏi đáp hình số 7. Câu hỏi 5135, em có câu hỏi như sau. Cây barbell tập squat chỗ phòng tập em bị cong, em tập sợ bị chấn thương. Anh có bài nào khác thay thế cho bài squat không? Em có thể thay thế bằng bài sumo deadlift được không? Em tập deadlift theo cách anh chỉ, bạn em nói tập các bài deadlift không nên ngả lưng ra sau. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Thôi không trả lời nữa bạn ơi, hỏi hoài. Còn ngả lưng ra sau hỏi hoài. Câu này thì trả lời biết nhiêu lần rồi. Câu này thì anh có muốn là ban biên tập thể hiện một cái đường link ở một cái việc đó là việc của ban biên tập, đúng không? Ban biên tập phải đủ không khôn ngoan và tỉnh táo để dựng video, chứ không phải là mỗi lần dựng cái gì phải nhắc ra này. Và ở câu hỏi này của bạn thì cũng đã có một câu hỏi tương tự ở trong chương trình hỏi đáp, đã hỏi cách đây hình như Hương nhớ cũng không lâu đâu, thì đề nghị là ban biên tập sẽ gõ lại cái key chính của là đó là gì. Có thể thay bài squat bằng bài sumo deadlift hay là tập deadlift thì không nên ngả lưng ra sau, thì nó sẽ xuất hiện cái nội dung của cái câu trả lời. Đương nhiên là cái bài squat không được có thể bạn phải thay thế bằng bài leg press, tức là đạp đùi, chứ chả ai đi thay thế bằng sumo deadlift cả. Tập sumo deadlift để làm gì? Đó, tập deadlift bình thường cho nó sướng hơn, cũng đã hơn hay sao? Tập sumo deadlift, nhiều phụ nữ người ta thích gọi là hông, thích gọi là cái phần trong cái đùi trong đùi này đùi kia, tập sumo deadlift cũng dễ hiểu. Mình đàn ông đàn ngang mà, tập cho nó men. Đối với phụ nữ thì họ cũng sẽ nên ưu tiên những cái bài nào mà làm cho hông nó rộng ra, sumo. Nhiều phụ nữ người ta thích giãn chân ra, đàn ông giãn chân ra làm gì?
không? Tập đùi, tập để chân bình thường là tập đẹp rồi. Câu hỏi 5136, Phạm Quy viết tắt cộng viết không dấu. Câu hỏi 5137, anh Duy đẹp trai thành đạt và chị Hương dễ thương và các bạn trong thể hình online thân mến. Vì mới biết và theo dõi học hỏi các clip của anh chừng được 1 tháng hơn nên nội công của em còn yếu. Nên nếu câu hỏi của em có gì ngu ngơ thì xin anh chị đừng cười và tận tình chỉ bảo. Ý thứ nhất là anh Duy cho em hỏi là nếu buổi sáng 7 giờ em đi tập thể hình chủ yếu tập các bài tạ nặng tác động vào nhóm cơ nhanh và buổi tối 19 giờ em đi tập võ chủ yếu tác động vào nhóm cơ bền, đấm đá bao cát hít đất trên 30 cái một hiệp, nhảy dây và các bài tập sức bền thể lực. Và một tuần em tập 6 ngày liên tục và chủ nhật nghỉ. Như vậy thì không biết các bài tập cơ bền của em có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kích thích cơ nhanh của em hay không? Ý thứ hai là em xin liệt kê thực đơn. À, rồi bạn anh trả lời ý nhất của bạn. Chắc chắn là có bạn. Tất nhiên là tập tọa, tập võ và tập gym mà hai cái tập cận nhau quá, tức là tập gần nhau quá nó sẽ ảnh hưởng qua lại với nhau. Ảnh hưởng về mặt không tốt đó nha. Tức là nó kìm hãm cả hai. Còn bạn nói mà tập võ mà cơ bền thì anh không đồng ý đâu nha bạn. Võ là cơ nhanh mà. Võ sao cơ bền được, cơ bền thì bạn đánh được ai? Cơ nhanh đặc trưng là nhanh và mạnh. Tức bạn nghĩ coi, ví dụ như võ bạn phải đánh nhanh ta mới trúng người ta, ta mới đau, người ta mới né được đúng không? Không lẽ giờ võ bạn đánh chậm mà. Đó, lúc đó là mình ăn tròn luôn rồi. Võ là cơ nhanh là cơ mạnh, nó võ là đánh nó mà... nhanh. Còn cái việc mà bạn tập lâu đó, đó là bạn tập thôi chứ không phải là tập võ, là tập cơ bền. Vậy cơ bền chắc được sử dụng trong lúc chịu đòn quá. Không, cơ bền là cơ chịu đựng, tức là sao bạn đứng á, khi bạn đứng là cơ bền đó, hay là làm những cái việc gì mà nó cần phải thăng bằng hay là cần phải này phải kia mà nó lâu lâu á, nó mới là cơ bền. Để dai bền bỉ. Ý thứ hai của bạn, 5 giờ 50g yến mạch 100g ức gà, 6 rưỡi 2 muỗng rìu cao, 7 giờ tập tạ chỉ uống nước, 9 giờ 200 ml sữa không đường pha với 1 muỗng elite whey protein, 12 giờ 100g yến mạch 200g ức gà, 15 giờ 100g ức gà, 17 giờ 50g yến mạch 100g ức gà, 18 giờ 30 1 muỗng rìu cao, 19 giờ tập võ, 21 giờ 100g ức gà. Ức gà đôi khi em sẽ thay bằng tôm hoặc thịt bò, thịt heo. Còn rau củ thì em sẽ ăn đan xen vào các bữa nên không kể ra. Em năm nay 25 tuổi, cao 1m66, nặng 73kg, 80kg nhờ tập theo sự hướng dẫn của anh mà em giảm được 7kg trong 1 tháng 10 ngày. Mục tiêu của em là tăng cơ giảm mỡ, cân nặng mong muốn là 67kg. Anh cho em hỏi với thực đơn như vậy có đủ cho khối lượng vận động của em hay không? Và có hợp lý chưa, có cần phải chỉnh gì lại hay không? Em chỉ có khả năng mua whey protein và rìu cao. Và thằng em tặng cho hộp amino 4 số 2. Em xin được lắng nghe anh chỉ bảo. Nếu mà bạn đang mập như vậy á, thì bạn tập như vậy là ok. Anh đồng ý với cách tập của bạn là sáng tập gym, chiều tập võ. Thì thật đơn giờ bạn chống chịu cho giờ là chống chọi qua khỏi mùa đông rồi đó bạn. Qua khỏi mùa đông giá rét rồi đó. Thì cứ vậy mà tiến thôi, vấn đề của bạn là giờ kiên trì. Vậy thì nếu mà vậy thì có lẽ là cái buổi tập cường độ của bạn nó sẽ nhẹ hơn một tí so với là chỉ tập gym một lần trong ngày. Đa giảm mỡ mà, đa giảm mỡ thì bạn vận động được gì bạn vận động thôi. Câu hỏi 5138, em chào anh chị. Lần trước thì em có gửi câu hỏi mà lâu quá không thấy trả lời. Lúc em đặt câu hỏi cũng gần 4 ngày nên bây giờ em gửi lại những câu hỏi khác. Em có dùng rìu cao C4 trước khi tập thì nó có tính như một bữa phụ trong ngày không? Không. Vì một ngày em ăn 6 bữa nên em muốn đảm bảo mình ăn không bị thiếu. Em tên Khoa, 15 tuổi, cao 1m84, nặng 76kg. Em đang tính tập chân nhưng sợ xương ngừng phát triển. Có chuyện đó không anh? Không. Hay chỉ khi tập sai động tác? Khi tập sai động tác, bệnh viện kiếm bạn. Là những bài tập đùi nào không hạn chế sự phát triển? Không hạn chế sự phát triển của xương và bài nào hạn chế sự phát triển của xương vậy anh? Chả bài nào hạn chế sự phát triển của xương cả, trừ khi mà tập sai. Tập sai về dinh dưỡng không đủ. Tập sai là bao gồm cái gì không đủ luôn, đang nói sai mà. Sai là những cái gì không đúng. Theo em tính toán thì một ngày em phải ăn khoảng 2600 calo vì em ngày nào cũng tập structure là 1 tiếng là đá banh. Ở trong trường em là du học sinh và tỷ lệ mỡ của em cũng khá 23%. Vậy em chỉ em chia tỷ lệ carb protein với fat như thế nào cho hợp lý? Cảm ơn anh. 442 duy trì sự sống mà. Không chả còn cái gì phức tạp cả. Nó ăn đầy đủ nhưng mà ăn ít thôi thì nó bao giờ nó cũng khôn ngoan và nó tỉnh táo hơn. Cái việc của bạn giờ hình như là bạn muốn giảm mỡ 23% thì mình cứ giảm thôi. Đương nhiên là C4 không thể nào được quy vô là một bữa ăn nha bạn. Nó chỉ là một uống cái ọt vô, không phải là một bữa ăn được. Nó không có calo và nó cũng không thể nào mà nó gánh tim được một bữa ăn nha. Đó, nên cái chuyện này thì nó cũng hơi bị kẹt kẹt. Còn cái vấn đề đùi á, chả có bài tập nào phát hiện ảnh hưởng chiều cao hết.
chả có bài tập nào làm kìm hãm phát triển chiều cao cả. Nó không tăng bạn lên thì thôi chứ nó không giảm đâu, trừ khi bạn tập sai. Tập sai là bao gồm cả tập sai kỹ thuật, tập quá nặng hay là tập sai phương pháp đó. Tất cả những cái sai đó thì nó đều ảnh hưởng tới cái sức khỏe nói chung luôn chứ không phải chiều cao. Lúc đó đó là bảo hiểm kiếm bạn. Bạn ở bên Mỹ thì có Obamacare, không biết bạn vô bạn lấy được cái đó chưa thì anh không biết, nhưng mà tập sai là bệnh viện kiếm mình thôi chứ chả có phản hồi chiều cao hết. Câu hỏi 5139, em có thắc mắc này mong anh giải đáp. Em muốn hỏi là amino dạng bột với BCA thì có khác nhau nhiều không? Nhiều. Hay hai thứ đó uống như nước giải khát và chống xị hóa cơ? Nhiều em. Tức là cái amino là cái hoàn chỉnh, cái BCA là cái tốc độ. Tức là trong amino đó nó cũng có BCA, nhưng mà cái chuyên BCA á, nó bốc cái BCA ra không à, với một khối lượng cao hơn về BCA. Ví dụ một muỗng nó 5g BCA, còn nếu mà BCA nằm ở trong amino á, thì nó chắc chừng được chừng 1g, 2g gì đó. Đó, một cái nó hoàn chỉnh và một cái nó phản ánh về tốc độ. Và BCA là những cái acid amin nó tương đối, nó rất là đặc biệt. Nó tương đối nó đặc biệt hơn những thằng kia, nên hai cái đó nó sẽ cũng xem nhau à. Được này mất cái kia. Đó, nếu mà bạn chơi nước giải khát á thì bạn chơi hoàn chỉnh, chơi amino. Còn nếu mà bạn chơi vì cái khác á, thí dụ mà lúc đó bạn cần nhanh hay gì đó, bạn lúc trong tập gì đó thì bạn có thể chọn BCA. Câu hỏi 5140, em có một số câu hỏi mong anh chị giải đáp. Anh Duy cho em hỏi, ví dụ cách ngày bình thường em tập vào lúc 3 giờ thì 4 giờ tập xong. Các ngày bình thường 4 rưỡi em uống 2 muỗng ISO. Vậy anh cho em hỏi, nếu có ngày nào em nghỉ tập thì vào lúc 4 rưỡi đó em có cần uống 2 muỗng ISO 100 như ngày thường tập không? Không bạn ơi. Ngày ngày đó bạn ăn gì đó thôi, ăn cơm ăn hay gì đó. Hay dùng món ăn tự nhiên thay thế, vì em thấy mất hẳn 48g protein chứ đâu phải ít ạ. Thì đúng là mất hẳn 48g protein, thì lúc đó bạn ăn đủ 48g protein từ tự nhiên, 3 lạng thịt bò chẳng hạn. 3 lạng thịt bò đâu có gì là nhiều. Đúng rồi, nhưng mà có nhai mỗi răng chút xíu thôi chứ mỡ hơi cao. À, câu hỏi này thì em hỏi chị Hương, chẳng là mẹ em mới sinh thêm bé thì người có bị béo da. Em muốn giúp mẹ em giảm cân theo cách tập luyện chứ không muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy chị cho em hỏi, sau khi sinh thì bao lâu sau chị bắt đầu tập? Chị dùng loại thực phẩm chức năng nào? Em đang phân vân giữa Fat Burner và Hiroshi-Cut. Fat Burner thì giảm mỡ, còn Hiroshi-Cut thì giảm cả mỡ và nước sẽ nhanh hơn. Còn nữa, mẹ em thì hơi yếu nên có thể là không chịu được nhiều caffeine. Chị có cách nào hay hơn thì tư vấn cho em xin cảm ơn. Thì câu hỏi này bạn hỏi Hương thì Hương phải trả lời thôi. Là mẹ bạn mới sinh em bé. Tập tành và dùng Lean Body thôi, không Fat Burner mà cũng chả có Hiroshi-Cut gì đây nha bạn. Em bạn nó còn bú đó bạn, bạn tội nhỏ dữ vậy bạn. Nói chung là bạn vậy mốt lớn hận bạn gắng chịu đó nha. Là nếu mà bạn có nhu cầu cho mẹ bạn sử dụng Fat Burner đốt mỡ mà có chứa chất kích thích như caffeine á thì là phải gì? Sau khi mà cho em bé bú xong. Nói chung bây giờ mẹ bạn uống gì là em bé nó uống cái đó. Đúng rồi. Thì bạn hạn chế luôn cả Fat Burner không xài. Em bé lại thức cả ngày đó, bạn lại bế em mất công nữa đúng không? Đó. Đó thì bạn chỉ có thể là mẹ bạn sử dụng là Lean Body như là một meal replacement đây thôi, và kết hợp với tập gym. Rồi bao lâu tập thì khi nào thường? Hồi xưa thì Hương mới sinh xong thì khoảng tầm 1 tháng là Hương bắt đầu Hương chuẩn bị là tinh thần là muốn đi tập rồi. Nhưng mà khi mà đi tập như vậy thì phải tập nhẹ theo cái khả theo cái đừng không có nghe ai, tức là không có nghe ai nói là phải tập bao nhiêu hết á, là cứ theo cái dấu hiệu của cơ thể mình, cứ theo cái sức chịu đựng của cơ thể mình mà tập ở mức đó thôi, chứ đừng có thấy cô này tập thế kia mình cũng tập bấy nhiêu, hoặc là đi theo PT chỉ tập bấy nhiêu. Họ không thể hiểu được cái cảm giác của mình. Cái xương của mình lúc mới tập mới sinh xong nó rất là giòn và ngày mềm xưa, đúng không? Nó giòn và mềm. Và ngày xưa lúc mới sinh xong là Hương tập rất là nhẹ, mà Hương cũng đã bị chấn thương một bên hông và phải nghỉ mất 2 tuần lễ sau mới dám đi tập lại. Thì cái trường hợp của phụ nữ mà sau khi sinh thì rất là nhạy cảm, nên là có thể là tập máy nhưng mà tập nhẹ thôi, hoặc là tập dạng như là tự do tập người không như thế này, giống như tập free mà người không thì thôi, để cho làm quen với kỹ thuật thôi. Từ từ thì sau khi sinh khoảng ví dụ sau sinh khoảng 2 tháng thì bắt đầu là xương nó đã bắt đầu lành, nó bắt đầu khỏe hơn rồi thì có thể đi tập. Nhưng mà cũng tùy người nha, cũng tùy người. Và tập một thời gian thì tầm khoảng 3 tháng 4 tháng là trở lại bình thường. Và khoảng 6 tháng thì bắt đầu có thể tập nặng. Thì đó là cái trải nghiệm của Hương thôi, còn không biết là sức khỏe của mẹ bạn như thế nào. Thì cái đó là phải phụ thuộc vào cái bản thân mình hiểu như thế nào thì mình mới chia sẻ cho cái người hướng dẫn mình á, thì người ta mới biết. Thì mẹ bạn đi tập thì chỉ cần là hướng dẫn kỹ thuật thôi, chứ còn về mức tạ là phải tự mẹ bạn, tự mẹ của bạn điều chỉnh. Còn thực phẩm chức năng thì ngày đó thì Hương dùng là
Hương không dùng pháp burner, và nhưng mà Lean Body thì cứ cứ xài tới. Và đặc biệt là những lúc mà cho con bú là phải ăn uống rất là nhiều, mà ăn nhiều thì cái lượng calo rất là cao, cho nên là Lean Body cũng hay dùng. Và sau khi mà hết cho con bú xong á, đi tập trở lại bình thường thì vẫn sử dụng Lean Body. Và cũng có kết hợp fat burner nếu mà mỡ mình cảm thấy dư thừa quá thì cũng có kết hợp. Còn nếu mà mẹ bạn mỡ không có dư thừa quá thì cứ Lean Body và tập gym với một cách tự nhiên và bình thường thì từ từ nó cũng khỏe và nó cũng giảm mỡ và săn chắc lại. Câu hỏi của bạn cũng đã là câu hỏi cuối của chương trình hỏi đáp số 452. Có nhiều bạn kiện làm đọc thiếu câu hỏi lắm đó nha. Ở hỏi đáp này thì tuy dài nhưng mà các bạn lần sau em cầm cái bút á, em cứ đánh dấu vào. Câu hỏi của tất cả các bạn là Hương đã đọc hết rồi, không còn thiếu câu hỏi nào cả. Dương Nguyễn và Thu Hương xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát sóng số tiếp theo. Dìm dìm, hạnh phúc đời ta không thể vắng xa. Dìm chính là đời, nào đen liệt sức mạnh để chẳng thua ai. The Miracle, cánh tay chàng căng sức sống bạn ơi. Squat mông cong tôn gian sexy, cơ bắp cứng căng theo nhịp bên rest siêu đẳng, nhịp thở đua theo từng bước chạy cardio, tinh thần hưng phấn ta gập bụng liên tiếp, mạch máu sôi sục ba bell roll zenichita, sang kẹt sờ đơn đậm đà chất nam tính, này mắc OT super set cùng lên body và 45 phút cường độ cao ta năng chín mơ. Để đặt câu hỏi liên quan đến thể hình và được trả lời giải đáp nhanh chóng, các bạn vui lòng đăng ký hội viên group Facebook Thầy Hình Online Fanpage. Chúng tôi không thể giải đáp qua các kênh mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.